Đi táp, tổ đội tạo nên cú hit si tình cho Hoàng Thùy Linh, làm nhạc khi mọi thứ chỉ là con số 0. Là những người đứng sau các ca khúc thành công của Hoàng Thùy Linh, bắt tay với những nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu. Thế nhưng, tổ hợp ba chàng lính ngự lâm thuở mới bắt đầu chỉ là những cái tên hoàn toàn xa lạ, không ai chú ý. Đi táp là nhóm sản xuất âm nhạc nổi tiếng gồm ba thành viên tài năng Thịnh Kaz Music Producer, Kata Trần, nhạc sĩ và Tùng Serus, hòa âm phối khí. Đây là nhà sản xuất đứng sau hàng loạt hit của các ca sĩ như Hoàng Thùy Linh, Jack, Đức Phúc, Tóc Tiên. Đi táp trực thuộc công ty quản lý VMAX, một công ty truyền thông giải trí hàng đầu tại Việt Nam, chuyên quản lý các nghệ sĩ nổi tiếng như Lan Khuê, Eric, Đi táp và Phương Mỹ Chi. Cả ba thành viên trong nhóm này đóng vai trò quan trọng trong quá trình sáng tạo âm nhạc. Thịnh Kaz chịu trách nhiệm thực hiện sản xuất tổng thể cho các ca khúc của nhóm, Kata Trần có vai trò viết lời cho bài hát, tạo nên phần văn bản đầy cảm xúc và ý nghĩa. Trong khi đó, Tùng Serus đảm nhận nhiệm vụ hòa âm phối khí, tạo ra âm nhạc và giai điệu đặc biệt cho các bản nhạc của nhóm. Một điều độc đáo ít người biết đến là cả ba thành viên của Đi táp đều có học vấn về kinh tế và marketing, chứ không phải là chuyên ngành âm nhạc. Tuy nhiên, điều này lại là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự đặc biệt của âm nhạc mà Đi táp tạo ra. Những tác phẩm âm nhạc của họ mang đậm phong cách của lứa tuổi cuối thập niên 90 và tinh tế bắt kịp xu hướng của thập kỷ 10. Nhóm Đi táp nổi tiếng với những tác phẩm âm nhạc hấp dẫn, hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi tại Việt Nam. Họ đã cùng sáng tác và sản xuất nhiều ca khúc đình đám bao gồm Hoàng Thùy Linh, Jack, Eric, Đức Phúc, Tóc Tiên, Ati và nhiều nghệ sĩ khác. Các ca khúc bị hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoa Hải Đường, Nam Quốc Sơn Hà, Người ơi người ở đừng về, Để mị nói cho mà nghe và các khúc Si tình đã giúp tên tuổi của Đi táp vươn ra tầm quốc tế. Thực tế, Đi táp tiết lộ đã gửi demo ca khúc đến 10 giọng ca trẻ mà họ tin sẽ phù hợp và thể hiện đúng tinh thần ca khúc. Thế nhưng, Đi táp không nhận được phản hồi nào. Giữ tinh thần lạc quan, họ cho rằng có thể là do giai điệu demo của bài hát quá mới lạ nên các nghệ sĩ không muốn mạo hiểm hoặc thậm chí là do melody lạc. Vạn sự khởi đầu nan nhưng không thể làm nhụt đi ý chí của những nhà sáng tạo trẻ. Đi táp đánh liều tìm đến Hoàng Thùy Linh và may mắn được hồi âm sau vài tiếng. Chúng tôi không dám hình dung đến chuyện chị Linh sẽ hát Để mị nói cho mà nghe. Có lẽ đó là một cái duyên và may mắn rất lớn đối với nhóm, các thành viên Đi táp chia sẻ. Có thể thấy rằng thành công của ca khúc Để mị nói cho mà nghe đã thay đổi mọi thứ của Đi táp. Bộ ba nhạc sĩ trẻ được nhìn nhận xứng đáng hơn với công sức bỏ ra. Thậm chí nhóm cũng đã mở ra một góc nhìn mới cho khán giả rằng nhạc sĩ là yếu tố cốt lõi góp phần tạo nên thành công của một ca khúc. Từng phân vân, lo sợ và tự hỏi liệu ca khúc này có phải là thành công nhất của nhóm chưa và liệu tất cả chỉ dừng lại ở đó. May mắn thay, những sáng tác của Đi táp vẫn được khán giả và thậm chí các nhà phê bình âm nhạc đón nhận một cách tích cực. Ngoài ra, Đi táp đã giúp khẳng định tài năng của thế hệ Z với phong cách âm nhạc tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt. Nhạc phẩm Để mị nói cho mà nghe chính là ca khúc đầu tiên đưa Đi táp đến gần hơn với công chúng sau khi đoạt nhiều giải thưởng tại giải Mai Vàng 2019 và giải thưởng Cống Hiến 2020. Hoàng Thùy Linh có ekip giỏi là câu chuyện được nhắc đi nhắc lại trong làng nhạc 3 năm qua. Nhiều khán giả nhận định như vậy bởi Hoàng Thùy Linh không có giọng hát tốt, kém nội lực, kỹ thuật và tư duy xử lý hạn chế. Dù vậy, sự hùng hậu của đội ngũ đứng đằng sau giúp giọng ca sinh năm 1988 liên tục tạo hit và là ngôi sao thành công nhất của thị trường trong năm 2022. Đi táp không chỉ tạo ra những sáng tác âm nhạc xuất sắc mà họ còn có sự đóng góp cho cộng đồng. Họ đã tham gia vào nhiều giải thưởng như lễ trao giải WeChoice Awards 2019 với ca khúc Điều Phi Thường Nhỏ Bé và dự án cộng đồng Việt Nam Tử Tế ghi lại hành trình của một Việt Nam kiên cường và đoàn kết trong cuộc chiến chống Covid-19. Sau thành công vang dội của Để mị nói cho mà nghe, Đi táp tiếp tục hợp tác sản xuất âm nhạc với nhiều nghệ sĩ trong nước. Chỉ trong tháng 9 năm 2020, nhóm đã sản xuất thành công 3 ca khúc Hoa Hải Đường do nam ca sĩ Jack thể hiện, Cá Cắn Câu do ca sĩ Emily thể hiện cùng Ajax và ca khúc Người ơi người ở đừng về do ca sĩ Đức Phúc kết hợp cùng nữ rapper Suboy. Đi táp liên tục định hình xu hướng âm nhạc tại Việt Nam, họ đã sản xuất nhiều ca khúc đình đám cho nghệ sĩ Eric, góp phần giúp anh giành ngôi vị quán quân tại cuộc thi The Hero 2021. Nhóm không chỉ thành công trong nước mà còn đang vươn tầm quốc tế với ca khúc Si Tình, góp phần đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Các ca khúc khác như Bossy Bo cũng đã tạo được tiếng vang trong nước. Hoàng Thùy Linh đã đánh giá cao sự trẻ trung, nỗ lực và sự kiên định của nhóm Đi táp. Dù các thành viên của họ thuộc thế hệ Z, họ đã thể hiện sự chững chạc đáng kinh ngạc. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã không tiếc lời khen ngợi Đi táp về cách họ hòa âm một cách bắt tai, sử dụng màu sắc âm nhạc dân gian để tạo nên sự khác biệt và có hướng đi rõ ràng. Nhạc sĩ này cũng thêm vào, với phong độ như hiện tại và sự chuyên nghiệp của họ, tôi tin chắc rằng nhóm sẽ đặt nên thêm nhiều hit trong tương lai. Ngoài việc sản xuất âm nhạc cho các nghệ sĩ, Đi táp còn hợp tác thương mại với nhiều nhãn hàng trong và ngoài nước thông qua hình thức music marketing.